Magitech là công ty chuyên sản xuất thiết bị âm thanh mang đẳng cấp thế giới với gần 7 thập kỷ. Và toàn bộ những cái thiết bị mà Magitech tung ra thị trường đều được săn đón vào với cái sự quan tâm rất là đặc biệt. Cái độ tin cậy và sự trau chuốt về chất lượng cũng như là hình thức cho đến chất âm của cái dòng Magitech này. Và đây thực sự là một cái huyền thoại trong giới âm thanh. Dòng Magitech là sự lựa chọn và cũng như là một điều tuyệt vời nhất trong cái bộ dàn âm thanh high-end audio. Và một trong những cái model thành công của Magitech không thể bỏ qua cái model MA6900. Nhắc tới cái model này thì chúng ta quan tâm đến về hình thức và cũng như là chất lượng của cái dòng âm ly Magitech MA6900 này. Và trước mắt các bác, đây là cái con âm ly Magitech MA6900. Đây là bộ âm ly bán dẫn cung cấp đảm bảo tới 300W cho bất kỳ những cái dòng loa nào. Và vẫn là cái đặc trưng của nhà Magitech. Về phần mặt trước của chiếc âm ly là cái tấm kính màu đen. Hai bên là hai cái đồng hồ vu màu xanh ngọc cực kỳ là đẹp mắt. Tải 2 ohm, trở kháng 4 ohm, 8 ohm. Tần số ngõ ra băng thông 20Hz cho tới 20kHz. Đảm bảo cung cấp tới 300W cho bất kỳ cái thiết bị loa nào. Và với 300W trên một kênh này thì chắc chắn đây là một trong những cái thiết bị âm thanh hàng đầu thị trường. MA6900 còn được tích hợp công nghệ tiên tiến nhất và cho ra cái chất lượng thì các bác yên tâm, chất lượng vô cùng là tuyệt vời và hoàn hảo. Và chiếc Magitech MA6900 này thì có mặt tại shop điện tử Thanh Huê trong tình trạng là đẹp zin tuyệt đối các bác nhé. Các bác cũng có thể đến trực tiếp cửa hàng em xem kiểm tra test sản phẩm thoải mái và bên em cũng sẽ ship hàng COD đến tận nhà cho các bác. Con này thì, và đây là chiếc khiển của chiếc âm ly này. Tất cả đều zin theo máy. Các bác có nhu cầu mua sắm thì các bác hãy vui lòng liên hệ với em theo cái số điện thoại 0333 289 289. Hoặc các bác cũng có thể Zalo cho em. Quay trở lại với chiếc âm ly Magitech MA6900 này, đây là một cái con âm ly Magitech rất là tuyệt vời. Đối tác của rất là nhiều dòng loa trên thị trường và bên em thì cũng có dòng loa để ghép cho các bác. Ngoài ra những cái model khác của nhà Magitech thì bên em cũng có, các bác hãy liên hệ với em. Đây là cái dòng âm ly cao cấp thì bên em luôn luôn phải lựa chọn tuyển những cái dòng âm ly đẹp nhất, tuyệt vời nhất để mang tới cho các bác. Dạ vâng, cái con MA6900 này có cái mức giá là 88 triệu. Trước khi đi vào chi tiết của cái con âm ly này thì cho em xin gửi lời chào và lời chúc tới toàn thể các bác đang xem video của em. Ngay bây giờ em sẽ đưa cameraman tới gần hơn để mời các bác cùng em quan sát kỹ chi tiết từ cái con Magitech MA6900 này. Dạ vâng, trước mắt các bác, đây là cái con âm ly Magitech MA6900. Đó, vẫn giữ được những cái nét đặc trưng của nhà Magitech cực kỳ là sang trọng và đẹp mắt, kết hợp giữa màu xanh và màu đen. Hai bên đây có hai cái điểm nhấn của cái con này tạo nên sự sang trọng và cũng như là độ chắc chắn khỏe khoắn cho cái con âm ly này. Đó, các bác quan sát, tất cả đều đẹp zin tuyệt đối đây các bác nhé. Đầy đủ chức năng điều chỉnh của một chiếc âm ly cao cấp ạ. Con này thì có cái cân nặng là khoảng 34 kg và với chiều rộng là 444,5, chiều cao là 181 và chiều sâu là 419,1 mm. Và cái model này thì được ra mắt đầu tiên vào khoảng 2001 các bác nhé. Đây là chiếc khiển của con âm ly này. Đó, chiếc khiển Magitech. Đó, các bác quan sát về phần hông sườn. Và đây là trên nóc của cái con âm ly đây ạ. Cây xanh thắm màu trên con đường ngày xưa hai ta chung lối mộng. Em thương sắc tím bằng lăng, anh thương màu áo trắng tan trường hoa áo tung tăng.
bao năm thấm lòng, nhưng chưa một lời yêu, chưa trao câu ước nguyện. Em mong xanh bước cùng anh vui bên nhau ngày đám cưới trên đường hoa tím khung trời. Mùa thi năm cuối xong, em theo chồng xứ lạ để bằng lăng ngóng nơi